Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Văn Học Eating Show. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với series trải nghiệm mì Nut Review. Và hôm nay thì mình sẽ ăn thử cái mì không phải mì ăn liền nữa, mà chúng ta sẽ thử một cái mì nấu. Nó gọi là mì spaghetti, nhãn hiệu là Golden Farm. Ok. Rồi, và cái mì hôm nay ăn mình sẽ làm trình gói này. Món này thì nó khác các cái túi mì spaghetti khác, thì cái này thì nó là công nghệ của Italia. Anh em thấy này, cái công nghệ màu của nó là cái cờ này, cờ của Italia rồi này, xanh trắng nhục, đấy chính là màu của Italia nhá, quê hương của mì spaghetti, mì Ý đấy. Rồi, và cái này thì nó cũng đặc biệt nữa, nó sẽ có cái sử dụng túi là túi zip, nên là nó sẽ rất là tiện khi anh em mình ăn không hết thì mình có thể bảo quản bằng cách là mình chỉ cần bóp cái đường này là có thể bảo quản được. Rồi, chúng ta cùng review xem cái mì này nó đặc điểm là như nào nhá. Mì gọi là Golden Farm Simply Good và đặc biệt là của túi zip này đây. 100% là lúa mì. Một cái này thì là khoảng nửa cân, 500g. Rồi, hạn sử dụng đây, 21 tháng 11 đến năm 22. Sử dụng là gần 2 năm. Đó, mì rất hay. Cái sản phẩm này của Việt Nam nha anh em. Mặc dù là nó có hình cờ của Italia sản phẩm này của Việt Nam nha. Rồi mình cũng xem cái thành phần của mì này nhá. Đây, có ở được cái này bằng đằng sau thì khi hướng dẫn cách làm. Chúng ta đây. Một cái gói này thì ăn từ 2 đến 3 người. Đó. Chúng ta sẽ chuẩn bị một nửa gói mì này. Một lọ sốt spaghetti Golden Farm, cái này mình không có. Hai muỗng phô mai cái gì, hai cà phê dầu, vài lá quế ngọt. Đây cách làm nhá, cách làm thì như này, nhưng mình sẽ làm kiểu khác anh ạ, mình sẽ ăn kiểu khác. Ở đây có hướng dẫn rất chi tiết để ăn, nhưng mà chắc mình không làm cái cách này. Rồi bây giờ sẽ cắt ra thử bên trong sợi mì nó như nào. Rồi sẽ cắt ra nhanh nha. À, nó có cái đường cắt ở đấy. Ui, kinh vậy. Rồi. Cái gói này thì nó cũng đang sale, như nó khoảng tầm 20-30 nghìn hay sao. Đây, cái sợi mì đây nghe. Đây. Sợi mì này nó dài khoảng là, mì này chắc khoảng 20cm. Và cái sợi nó đây, mình như kiểu cái que tăm ấy. Mùi cũng khá là thơm nhỉ. Mình thấy mùi cũng thơm. Cái mì này thì cái đặc điểm của nó là không chiên qua dầu, nên ăn nó sẽ rất là ngon. Nó không bị mỡ, không bị nóng như là các cái mì mình nghiền liền như là mì hảo hảo các kiểu ấy. Đó. Rồi bây giờ chắc mình sẽ đi nấu thử cái này nhá. Đây là, ở đây người ta ghi này. Cái này mình đun sôi với nước, thả mì vào. Ôi, ok. Ta mình sẽ nấu ít ăn thử và review thử xem nào. Rồi, công việc đầu tiên của cái món mì này thì chúng ta sẽ phải đun nước sôi, thả mì vào trần. Cái này thì không cần phải sôi đâu, mình thả luôn ngay từ đầu nhé. Cái này nó khá là dai. Mình cho này xong tí hơn, nó sẽ cứng căng nhé. Sôi rồi mà nó khá là dai, nó sẽ phải đun nó lâu thì nó sợ mì nó mềm quạt ra thì mình ăn được nhá. Cứng lắm này. Đây, nó nở ra to rồi này. Mình sẽ đợi thêm tí nữa cho nó mềm hẳn này. Đây, sợ nó sẽ to lên gấp đôi nhé, nó khá nhiều. Rồi, cái này chắc là chín rồi, mình sẽ tắt bếp.
sẽ lọc nhé. Rồi, ở đây thì mình cũng lọc xong rồi. Thế sợi của nó khá là to anh ạ, nổ ra như sợi bún ấy. Và cái bát này nó cũng khá là nhiều, nhưng bát này chắc cũng sẽ rất là no đây. Mùi cũng không hôi tí nào đâu, khá là thơm. Bây giờ mình sẽ làm cái sốt tương đen nhá. Rồi, mì này mình sẽ làm mì tương đen. Mình sẽ cho một ít cái lau gan ma của Trung Quốc nhá. Phi ở đây. Cho cái tương đen của Hàn Quốc nhé. Xì dầu của Nhật Bản này. Mình sẽ cho một ít thịt gà xé nhé. Ít thịt gà xé này. Mình sẽ cho một ít rau vào đây nhé. Rồi, sau đó chúng ta sẽ đổ cái sốt này lên mì và chúng ta sẽ có một cái mì tương đen kiểu vằn nóng nhá.
Rồi, mình nấu xong món mì trộn tương đen rồi. Đấy, thành phần của nó thì cũng đơn giản thôi. Chúng ta sẽ có bít nước gà này, rau này là rau bina này. Đó, ta quan trọng là cái mì Golden Farm này. Được xem nào. Rồi, đây, các bạn có thể nấu theo tùy biến mỗi cách ấy. Bình thường mình hay ăn nấu tương đen, mình ăn kiểu này. Và chúng ta sẽ trộn đều vào đây. Đúng không? Bạn khá nhiều rồi nhỉ. Wow, nhìn thấy ngon. Cái sốt thì mình cũng có tương đen này, một chút xì dầu của Nhật này, và cái sốt của Naganma Trung Quốc nhá. Sốt thì chấm rau rất ngon.